Và đây chính là khu vực trưng bày các dòng thương hiệu âm thanh đang được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Hiện tại Broto đang phân phối dòng thương hiệu chuyên biệt về âm ly Mosconi của Ý này, loa sub âm ly của Gladden của Đức và Blem của Pháp, và thêm Helix của Venom. Đây chính là những cái cấu hình âm thanh được rất là nhiều chủ xe lựa chọn. Và khi mà đến với Broto thì anh em sẽ được chuyên gia âm thanh đến từ Ukraine tư vấn về cấu hình, lắp đặt và căn chỉnh cấu hình âm thanh sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như là sở thích nghe nhạc của mình. Và ngoài nâng cấp âm thanh, Broto còn thực hiện rất là nhiều hạng mục khác. Ở đây chính là khu vực trưng bày những mẫu ghế limousine để anh em có thể tới ngồi trải nghiệm và cảm nhận. Có những mẫu da để anh em có thể thực hiện để bọc da cho xe của mình, cũng như là những cái mẫu sàn gỗ hoặc là sàn giả đá để anh em có thể nâng cấp cho xe của mình. Phía bên này là những cái camera theo xe, cũng như là phụ kiện theo xe. Và Broto cũng thực hiện thêm các hạng mục như là dán BBS, wrap ceramic và thực hiện cách âm chống ồn với hai dòng thương hiệu, đó là Zalando của Nga và Grip Ukraine. Phía bên này là trưng bày những dòng thương hiệu đèn Ozum và GTR. Tới đây chúng ta sẽ được tư vấn về cấu hình cũng như là giá cả sao cho thể lựa chọn ra dòng sản phẩm phù hợp. Khu vực này thì sẽ là trưng bày những cái sản phẩm màn hình DVD từ Zetech, Gotech, Cova và Bravigo. Đây chính là bốn top thương hiệu đang được rất là nhiều chủ xe tin tưởng sử dụng. Và trong cùng này chính là khu vực test phim. Đối những các chủ xe nào muốn dán phim cách nhiệt thì hãy đến Broto để chúng ta được test phim trong phòng phim cũng như cây phim trước và sau khi mà dán phim cách nhiệt, để chúng ta có thể biết là chúng ta lựa chọn đúng dòng phim cách nhiệt 3M chính hãng.